xin đại diện cho nhóm sáng tác, được giới thiệu và chia sẻ về quá trình thực hiện bức tranh với chủ đề Khát vọng cà phê Robusta Việt Nam, mô tả đặc điểm của tranh. Về hình thức, đây là tranh nghệ thuật có kích thước 2 x 3,5 m với lối tạo hình tinh giản bằng các nét kỹ hà mang đậm chất Tây Nguyên. Hình tượng ước lệ, đặc trưng ngôn ngữ điêu khắc có từ bao đời, song được chuyển đổi theo phong cách Art Nouveau. Đây là hình thức nghệ thuật mới, làm mới từ sự kế thừa truyền thống. Toàn bộ tác phẩm là sự phối hợp, hòa quyện của những gam màu đặc trưng Tây Nguyên và cà phê. Sự kết hợp tinh tế của màu sắc, của chất liệu, của hội họa, kiến trúc. Toàn bộ ý tưởng, bố cục, khung cảnh được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình, sắp đặt mỹ thuật được làm từ hơn 25.000 hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Được chọn lựa từ kích cỡ, màu sắc hạt rất kỳ công và các chất liệu thuần mộc tự nhiên của Việt Nam như vải bố, vải nỉ, chanh, tre, nứa, bột cà phê, màu mực cà phê, giấy mỹ thuật v.v. Thời gian sáng tác là 30 ngày, trong điều kiện hết sức khó khăn, giai đoạn giãn cách xã hội do Covid, từ tập hợp đội ngũ, chọn lọc và tập kết vật liệu. Tuy vậy, nó càng thêm động lực để gia tăng thêm giá trị cho bức tranh. Các thành viên nhóm thiết kế sáng tạo của công ty Tin Ai King Coffee thực hiện gồm có họa sĩ Đỗ Hữu Tú, kiến trúc sư Nguyễn Đắc Trí, người dẫn chụp ý tưởng kết nối thuyết minh Phạm Thị Thu Hoàng, cùng với 7 cộng sự họa sĩ khác. Nhóm sáng tác là những người yêu và đam mê về cà phê, về vùng đất và con người Tây Nguyên, cùng đồng hành với CEO Lê Hoàng Diệp Thảo hơn 20 năm, được sự dẫn dắt, chấp cánh ý tưởng và ước mơ, tạo cơ hội và truyền cảm hứng để nhóm được thực hiện bức tranh này. Chúng tôi làm bằng niềm đam mê, sự kính trọng yêu thương, biết ơn về với quê hương, về vùng đất và con người Tây Nguyên và đặc biệt là CEO Lê Hoàng Diệp Thảo. Chúng tôi muốn đem những tinh hoa, bản sắc văn hóa, trí tuệ, lịch sử vùng đất con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Xin được chia sẻ ý nghĩa, câu chuyện và thông điệp của bức tranh. Từ hàng triệu năm trước, núi lửa phun trào đã tạo nên vùng nhiệt đới Ba Gian Đỏ huyền thoại, thích hợp với cây cà phê Robusta. Và ngày nay, chất lượng cà phê Robusta Việt Nam được thế giới công nhận là cà phê ngon nhất. Trên mảnh đất ấy, với hơn 44 dân tộc anh em sinh sống lâu đời, lịch sử, văn hóa, tập tục, nghi thức, tâm linh của họ đã tạo nên những di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Bức tranh chính là sự tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên đặc sắc. Đó là hình ảnh của lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Với mặt chiêng, trống là những hạt cà phê như ước vọng được ngân vang, ngân xa mãi. Hình ảnh ngôi nhà rông Tây Nguyên, đây là ngôi nhà của người có quyền lực uy tín và giàu có nhất buôn bản với những giá trị cống hiến và giá trị cộng đồng. Với đỉnh mái là hình ảnh hạt cà phê như ước vọng vươn tầm cao mới của vị thế cà phê Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hình ảnh chế độ mẫu hệ là nguồn cội, là nền tảng, là trung tâm, sự hài hòa âm dương trong tổng thể vạn vật. Trong bối cảnh bức tranh được xuất hiện tại Dubai, ước vọng của người phụ nữ vượt qua những phép lệ thông thường, đó là khát vọng về vai trò người phụ nữ đối nội, đối ngoại, kiến tạo tương lai trong thời đại mới. Hình ảnh lội ngược dòng của khát vọng lớn, chàng Đam Sang đi tìm và chinh phục nữ thần mặt trời đem ánh sáng về cho buôn làng. Còn là những hình ảnh của hoa văn thổ cẩm, kiến trúc, những ché rượu cần,
chiếc gùi lên nương rẫy của người đồng bào, cây nêu lễ hội. Thấp thoáng dưới ánh mặt trời xa gần là những vườn lá hoa cà phê xanh mướt, được trồng dưới những ngôi nhà dài. Cà phê như là nền tảng, là lẽ sống, là công việc, là ước mơ mùa vụ. Chính cây cà phê đã đem lại những giá trị kinh tế gắn liền với đời sống của người dân ở vùng đất nơi đây. Tất cả hòa quyện và bật lên thông điệp khát vọng về quyền năng, giá trị của hạt cà phê Robusta Việt Nam. Đó cũng chính là hình ảnh về tầm nhìn, tư tưởng, tinh thần, khát vọng cháy bỏng và duy nhất của nhà sáng nghiệp CEO Lê Hoàng Diệp Thảo cho thương hiệu King Coffee, cà phê Việt Nam chinh phục thế giới. Xin mượn ý của nhà văn Nguyên Ngọc viết về Jacques Dunay để khép lại phần chia sẻ của chúng tôi. Jacques Dunay là một linh mục người Pháp, là một trong những nhà Tây Nguyên học giỏi nhất, tận tụy và say mê nhất. Người mà sau 25 năm sống đắm đuối với Tây Nguyên gắn bó như quê hương thứ hai, đã dành cả cuộc đời của mình cho vùng đất Tây Nguyên. Ông đã viết rằng: nếu phải hiểu để mà yêu thì lại phải yêu để mà có thể hiểu. Có lẽ đây cũng là lời mời gọi du khách đến với vùng đất Ba Giang Đỏ, vùng đất thủ phủ vàng đen Tây Nguyên với hạt Robusta Việt Nam, huyền thoại và cuốn hút. Xin cảm ơn đã lắng nghe. I